Cảm ơn các nam nữ nghệ sĩ nhà văn hóa mùng 3 tháng 2
câu lạc bộ văn hóa văn nghệ công an, các thí sinh đã gửi tiết mục văn nghệ đến ca ngợi quê hương đạo Pháp, làm cho buổi hội nghị chúng ta thêm phần sinh động. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý đạo hữu Phật tử và quý liệt vị. Trong không khí thi đua nóng đức của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị trong toàn Đảng, toàn dân, cuộc vận động này làm cho mọi giai tầng trong xã hội nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong dư âm bầu không khí hân hoan đón mừng sự thành công của ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên được nước ta đăng cai tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã thành công vang dội, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Hôm nay, trên mảnh đất thiên trường, quê hương của các vị vua anh minh nhà Trần, đặc biệt là vị vua thiền sư anh minh lỗi lạc Trần Nhân Tông. Khi làm vua, người đã cùng quân dân Đại Việt đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông. Khi đi tu, người đã khai sáng ra dòng thiền Trúc Lâm mang bản sắc của Phật giáo Việt Nam, mà nó đã và đang chảy trong huyết mạch của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Tiếp nối trang sử hào hùng và vẻ vang đó, thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà phối hợp cùng Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị với chủ đề Phật giáo tỉnh Nam Định thực hiện phương châm Đạo Pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nhằm đúc kết lại những thành quả đã đạt được của Ban trị sự Phật giáo trong những năm qua và đồng thời tìm ra những liệu pháp đúng đắn, phù hợp với những vận hội và thách thức trong xu thế chung của xã hội, góp phần vào công cuộc chung của đất nước xây dựng Tổ quốc ta ngày càng tiến bộ, văn minh và giàu đẹp. Mỗi tấc đất của non sông đã thấm biết bao máu đào của người con Việt đổ xuống, trong đó cũng có biết bao nhà sư chiến sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho quê hương, để đất nước chúng ta ngày nay được phồn vinh thịnh vượng, có một vị trí vững chắc trên trường quốc tế. Cho nên, mỗi chúng ta phải tự ý thức được việc đó trong mỗi việc làm và hành động của mình trước những vận hội mới của đất nước, đó là hội nhập vào dòng chảy của nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy, qua hội nghị này, chúng ta cần làm rõ hơn những chân giá trị mà chúng ta đã đạt được và đang hướng tới, xứng đáng với dòng máu Lạc Hồng và người đệ tử của Đức Như Lai. Sau đây, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý tôn đức giáo phẩm trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý tôn đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà và quý vị đại biểu khách quý về dự hội nghị ngày hôm nay. Về phía khách mời Trung ương, ban tổ chức chúng tôi vô cùng vinh hạnh được đón tiếp ông Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Dũng, Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Duệ, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục, học viện, trường thuộc Bộ Công an, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu các tỉnh, thành phố,
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình. Giám đốc hoặc phó giám đốc đại biểu công an các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình. Về phía đại biểu của tỉnh nhà, ban tổ chức, chúng tôi vô cùng hân hoan được đón tiếp ông Chu Văn Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên, Tỉnh hội Phụ nữ, Hội nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội cựu chiến binh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định. Về phía Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà, chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Minh Tâm, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Quảng Tuyên, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Hạnh Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Quảng Hà, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni trưởng Thích Đàm Nhượng, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Về dự hội nghị hôm nay còn có quý vị đại diện cho các tôn giáo khác. Tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu Mục sư Vũ Quang Huyên, đại diện Hội Thánh Tin Lành thành phố Nam Định. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, đại diện Hội Thánh Tin Lành xã Giao Hà, huyện Giao Thủy. Linh mục Nguyễn Đức Giang, đại diện Tòa Giám mục Bùi Chu. Linh mục Nguyễn Đức Hiệp, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Linh mục Vũ Thanh Cảnh, đại diện Công giáo địa phận Hà Nội. Về phía Công an tỉnh, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Vĩnh, Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh. Quý vị trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, ban trưởng công an huyện, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí về dự và đưa tin hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị lãnh đạo và phóng viên Báo Nhân dân, Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Công an Nhân dân, Truyền hình Vì An ninh Tổ quốc, Báo Công giáo và Dân tộc, Tạp chí Công an Nhân dân, Truyền hình Nam Định, Báo Nam Định, Báo Giác Ngộ, website Phật tử Việt Nam.net. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, chư tôn thiền đức tăng ni, quý đạo hữu về dự hội nghị ngày hôm nay. Sau đây, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin thông qua chương trình của hội nghị như sau. Thời gian dự kiến từ 7:30 đến 11 giờ. 1. Văn nghệ chào mừng. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. 3. Niệm Phật cầu gia bị. 4. Diễn văn khai mạc. 5. Báo cáo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh. 6. Các tham luận của Tăng Ni và Phật tử. 7. Đạo từ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 8. Phát biểu của các cấp chính quyền. 9. Công bố các quyết định khen thưởng. 10. Tiếp thu ý kiến và bế mạc hội nghị. Theo chương trình, thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, quý vị đại biểu khách quý khởi tân niệm Phật cầu gia bị. Cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý an toàn. Và để mở đầu cho chương trình của hội nghị hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Vượng, Ủy viên Ban Văn hóa Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, lên đọc diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời Đại Đức. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị khách quý,
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tín đồ Phật tử, Phật giáo Nam Định luôn kề vai sát cánh cùng dân tộc, cùng góp phần vào công cuộc xây dựng một xã hội ấm no hạnh phúc. Với mục tiêu ấy, được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, tăng ni Phật tử chúng ta vân tập về đây tổ chức hội nghị hội thảo Phật giáo Nam Định thực hiện phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội thảo Phật giáo Nam Định thực hiện phương châm hội nhập quốc tế. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài thân tâm an lạc, Phật sự thiên thành. Chúc quý vị quan quý khách Phật tử thập phương xa gần sức khỏe, phúc lộc nguyên trường. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Hà, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, lên báo cáo. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các vị đại biểu khách quý, trước khi đọc báo cáo cho phép quý cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Nam Định có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa nằm ở phía nam đồng bằng sông Hồng, có diện tích đất tự nhiên 1.649 km2, cơ cấu hành chính gồm 9 huyện và thành phố Nam Định với 229 xã phường, thị trấn, dân số 1.982.000 người, có 3 tôn giáo, đạo, công giáo, tin lành và đạo Phật. Đạo Phật được truyền vào tỉnh Nam Định khá sớm, từ thời Lý Trần, đã gắn liền với đời sống văn hóa của nhân dân. Trải qua gần 2.000 năm du nhập, phát triển trên địa bàn toàn tỉnh, hiện có 818 ngôi chùa, trong đó có 568 ngôi chùa có sư trụ trì. 75-80% tăng ni gia cư, ngoài ra còn hàng ngàn tín đồ tới nghe giả pháp, ba nhỏ bổ nhiệm trụ trì. Hiện nay trong toàn tỉnh có 815 trên 582 chùa có tăng ni trụ trì, còn 164 chùa chưa có tăng ni. Để khắc phục tình trạng này, ban đại diện Phật giáo các huyện đã phân công tăng ni chủ trì và phụ trách công tác Phật sự trên một số địa bàn, do vậy đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ. Công tác thống kê tăng tự viện, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã chỉ đạo ban đại diện Phật giáo các huyện, thành phố Nam Định thường xuyên rà soát lên danh sách tăng ni ở các chùa. Gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các phong trào trên đã và đang thực hiện phát huy hiệu quả tốt. Cụ thể, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của tăng ni tín đồ trong việc đấu tranh ngăn chặn với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trên địa bàn tỉnh không có tăng ni tín đồ phát tán lưu truyền tài liệu xấu, thông tin, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu hồi những tài liệu, sách báo, các hoạt động mê tín dị đoan, đặc biệt đã cùng với các ngành và chính cơ sở vận động tín đồ không tin theo các tổ chức tôn giáo trái phép như Thanh Hải, Phô Thượng Sư, Đạo Chân Không, đã cung cấp hàng trăm nguồn tin giúp lực lượng công an điều tra xác minh làm rõ nhiều vụ việc phạm pháp, đồng thời cùng chính quyền cơ sở thường xuyên gặp giáo dục con em các gia đình Phật tử có sai phạm tu tâm dưỡng tính, từ bỏ con đường lầm lạc, hòa nhập cuộc sống cộng đồng, đã phối hợp tham gia cùng các ban ngành ở cơ sở giúp đỡ hàng trăm trường hợp nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, đã tham gia hòa giải hàng ngàn vụ mâu thuẫn, đem lại cuộc sống an bình cho gia đình và thôn xóm, tuyên truyền vận động tăng ni tín đồ chấp hành quy định của luật khiếu nại tố cáo, không nghe theo các phần tử xấu có hoạt động quá khích gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Bằng những việc làm trên, giáo hội đã góp phần vào những giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhiều chùa, nhiều tăng ni và tín đồ đã trở thành những địa chỉ tin cậy của các phong trào như chùa Phúc Sơn, chùa Phúc Quang, chùa Nam Anh Hải Hậu, chùa Hương Hải, chùa Thứ Điền Nghĩa Hưng, chùa Cổ Lễ, chùa Hơm huyện Trực Linh, chùa Kim, chùa Hậu Bồi, chùa Hóp huyện Mỹ Lộc, chùa Diêm Điền, chùa Hoành Nha, chùa Tiên Trưởng huyện Giao Thủy, chùa Đại Bi, chùa Ngọc Tỉnh, chùa Vị Khê, chùa Đồng Phù huyện Nam Trực,
chùa Cẩm, chùa Lục, chùa Vạn Điểm, chùa Linh Xá Hạ, chùa Cốc Dương, huyện Ý Yên, chùa Cả, chùa Vòng Cung, chùa Hòn, chùa Phúc Trọng, thành phố Nam Định, chùa Tiên Hương, chùa Cốc Thành, chùa Thiền Phịnh, huyện Phục Bản, các vị chức sắc tiêu biểu như Thượng tọa Thích Hành Nghiêm, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Đại đức Thích Thanh Lợi, Đại đức Thích Tâm Vượng, Đại đức Thích Quảng Biên, Đại đức Thích Thanh Quyết, Đại đức Thích Thanh Tịnh, Đại đức Thích Tâm Thiệu, Đại đức Thích Tâm Thuần, Ni trưởng Thích Đàm Nhượng, Ni sư Thích Đàm Huyền, Ni sư Thích Đàm Hiền, Ni sư Thích Đàm Phiên, Sư cô Thích Đàm Hân, Sư cô Thích Đàm Khiêm. Thông qua hoạt động của các chùa, các vị chức sắc trong giáo hội Phật giáo tỉnh đã góp phần xây dựng thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Qua phân loại hàng năm, có 86% chùa đạt phong trào loại khá, 14 loại trung bình, không có loại yếu. Trong số đó có 77,6% đạt tiêu chuẩn và 22,4% đạt từng mặt về phong trào tâm sáng hương thiện, 75,7% đạt loại khá, 23,5% đạt loại trung bình. Trong phong trào chùa tinh tiến, 71% đạt loại khá, 27% trung bình và 2% yếu về thực hiện phong trào thôn xóm yên vui gia đình hòa thuận, 63% đạt loại khá, 36% trung bình và 1% còn yếu về thực hiện phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Ban lớn nhận xét và đánh giá chung. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh, giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự của mình. Những thành quả mà Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh đạt được là rất đáng tự hào, đã góp phần hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, làm cho tư tưởng trí tuệ ánh sáng Phật Pháp được lan tỏa giác ngộ tới đông đảo Phật tử hướng thiện, đẩy lùi cái xấu, cái ác, giúp cho con người sống an lạc, hạnh phúc. Thông qua hoạt động của Phật sự, làm cho Phật giáo tỉnh Nam Định thực sự nhập thế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao vị thế của giáo hội trong việc đồng hành cùng dân tộc, quê hương, thúc đẩy công cuộc cách mạng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vững bước tiến vào thời kỳ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong hoạt động cũng còn một số mặt tồn tại như việc quản lý tăng ni chưa thật chặt chẽ, việc kiểm tra đôn đốc của Ban trị sự, Ban đại diện Phật giáo các huyện, thành phố Nam Định tiến hành chưa được thường xuyên và còn nhiều bất cập. Công tác giảng pháp ở một số chùa thuộc khu vực nông thôn còn chưa được coi trọng. Vì vậy, việc tuyên truyền chính sách pháp luật, vận động tín đồ tham gia các phong trào ở một số chùa còn nhiều hạn chế. Song ưu điểm mà chúng ta đạt được vẫn là cơ bản. Những thành tích to lớn đã khẳng định sức mạnh và trí tuệ tiềm ẩn trong mỗi tăng ni Phật tử tỉnh nhà. 4. Phương hướng trong thời gian tới. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đề nghị các vị tăng ni tín đồ Phật tử thực hiện tốt một số nội dung sau. Một nhỏ, triển khai thực hiện tốt hiến chương của giáo hội năm 81, chương trình hành động Phật sự nhiệm kỳ 6 2007-2012 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông điệp Đại lễ Phật đản của Liên Hợp Quốc 2008 với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, hết lòng hết sức phục vụ chúng sinh, phục vụ đạo pháp, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, làm sáng lên bản chất nhân ái, từ bi hỷ xả của Đức Phật, làm cho Phật giáo trường tồn cùng dân tộc, quê hương. Tích cực vận động tín đồ tham gia các phong trào xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào xây dựng chùa tinh tiến, tâm sáng hướng thiện, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng khu dân cư 50, hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở, xây dựng khu dân cư, cụm dân cư an toàn, đoàn kết văn hóa, không có tội phạm, không có ma túy, không có các tai tệ nạn xã hội. Bốn nhỏ, vận động tăng ni tín đồ nêu cao gương sáng, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, chung sức cùng với chính quyền, đoàn thể các cấp tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi tội phạm và tai tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, làm cho ánh sáng Phật Pháp, chân lý của Đạo Phật hiện hữu chứng minh ngay giữa thế gian này. 5. Luôn luôn giữ vững cốt cách của người Phật tử, phát huy ánh sáng chân lý lục hòa cộng trụ, giữ gìn đoàn kết Phật giáo với các tôn giáo bạn, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân trong cộng đồng dân tộc để xây dựng giáo hội Phật giáo nói chung, giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định nói riêng vững mạnh, không ngừng phát triển cùng đất nước quê hương vững bước trên con đường hội nhập quốc tế do Đảng lãnh đạo. Cuối cùng, xin chân thành tri ân công đức
toàn thể quý vị đại biểu đã về dự hội nghị và những lời chúc mừng chân thành tạo mọi điều kiện có thể hội nghị thành công tốt đẹp. Đẹp xin chân thành cảm ơn. Kính bạch chư tôn thể đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội nghị. Ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra một số định hướng hoằng truyền giáo pháp rất đa dạng như giáo dục, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, kinh tế tài chính, văn hóa tư tưởng, giao lưu quốc tế, vân vân, đã giúp cho người con Phật có điều kiện sinh hoạt trong Phật pháp ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ có chừng ấy thì quả thật chưa đáp ứng mọi sinh hoạt của xã hội trong thời đại hội nhập. Thời hội nhập đòi hỏi Phật giáo cần không ngừng đổi mới và nâng cao các lĩnh vực hoạt động và hoằng truyền chính pháp của Như Lai theo đúng phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra và thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đem lại một cuộc sống an lành hạnh phúc. Và để mở đầu cho chương trình tham luận, xin kính mời toàn thể hội nghị đến với đề tài trì giới và chấp hành chính sách pháp luật là phương tiện giúp tăng ni Phật tử hoằng dương chính pháp, bài trừ mê tín dị đoan, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chia rẽ của các thế lực thù địch, do Đại đức Thích Thanh Lợi, đơn vị thành phố trình bày. Xin trân trọng kính mời Đại đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các quý vị nam nữ cư sĩ Phật tử. Rất vinh dự cho chúng con hôm nay được về dự hội nghị và tham luận với chủ đề trì giới và chấp hành chính sách pháp luật là phương tiện giúp tăng ni Phật tử hoằng dương chính pháp, bài trừ mê tín dị đoan, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chia rẽ của các thế lực thù địch. Trước hết, chúng con xin thay mặt tăng ni Phật tử thành phố Nam Định kính chúc chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại đức tăng ni, quý vị đại biểu khách quý, quý nam nữ Phật tử mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc, chúc hội nghị thành công viên mãn. Kính thưa hội nghị, Phật giáo Việt Nam đã thể hiện hòa bình và đồng hành cùng dân tộc trong suốt thời gian dựng nước và giữ nước. Truyền thống yêu nước đã được các bậc tiền bối ở mọi thời đại giữ gìn và phát triển. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời đã kế thừa và phát huy có hiệu quả truyền thống tốt đẹp đó. Chúng ta dễ dàng nhận thấy ở bất cứ thời đại nào cũng có các bậc tăng ni sẵn sàng làm hết sức mình vì lợi ích của đất nước, của dân tộc, làm sáng tỏ giáo lý trong sáng của Đạo Phật trong đời sống dân sinh. Suốt thời gian du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã bắt rễ sâu vào mảnh đất này, đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua những thăng trầm cùng lịch sử của dân tộc Việt Nam, khi đất nước lâm nguy, non sông gấm vóc bị dày xéo, các bậc tiền bối đã nêu cao gương giác thế, xếp kinh điển, sẵn sàng cởi áo cà sa khoác chiến bào, lên đường cùng toàn dân chống giặc ngoại xâm. Khi đất nước thanh bình, các ngài đã thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình là cùng xây dựng đất nước và làm cho đạo pháp ngày càng hưng thịnh. Có câu nói, nước không có luật, nước loạn, nhà không có luật, nhà vong. Một đất nước mà không có luật pháp thì đất nước ấy hung tàn, không có kỷ cương. Gia đình nếu không có kỷ cương, nề nếp thì gia đình ấy đất sẽ lộn xộn, không có trên dưới và thiếu đi tình thương yêu lẫn nhau. Pháp luật của quốc gia hình thành nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho xã hội. Bởi vì trong xã hội, ranh giới giữa thiện ác, giữa những người tuân giữ pháp luật và những người phạm pháp rất gần nhau. Muốn tránh khỏi nguy hại cho mọi người và xã hội thì chúng ta phải giữ gìn kỷ luật để hộ thân và có trách nhiệm phổ biến để mọi người cùng biết, cùng thực hiện. Là công dân nước Việt Nam thì phải tuân thủ giữ gìn pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với giới luật Phật chế, đương nhiên người đệ tử Phật giáo đều phải tôn trọng, giữ gìn. Khi thành lập giáo đoàn, Đức Phật đã chế định giới luật khiến cho chính pháp tồn tại lâu dài. Chư Phật, chư Tổ cũng phải nương vào giới luật mà thành. Và giới luật Phật giáo còn có công năng an định xã hội. Nói cách khác, người con Phật trì giới
chính là gián tiếp tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên thực tế, các tăng ni Phật tử thành phố Nam Định đã luôn cố gắng hoàn thiện chính mình, đưa đạo đức Phật giáo vào cuộc sống, làm cho con người và xã hội ngày càng hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Với tâm niệm Phật Pháp bất ly thế gian, các tu sĩ coi việc chấp hành giáo dục Phật tử, chấp hành tốt chính sách pháp luật, luôn đồng hành cùng việc tuân giữ giới luật của đạo Phật. Các tăng ni đã hòa mình vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, giáo dục Phật tử, phòng chống tai tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, mại dâm, và trở thành những công dân mẫu mực đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiều chùa được công nhận chùa tinh tiến, nhiều nơi Phật tử đã tiến bộ rõ rệt, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội. Thực hiện chủ trương mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đem lại cho chúng ta những tiến bộ nhảy vọt về nhiều mặt, nhất là về mặt kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, chúng ta cũng lại đối mặt với nhiều khó khăn phức tạp, như tác động của nền kinh tế thị trường đang làm một bộ phận giới trẻ suy thoái đạo đức cùng với lối sống lai căng ngoại nhập. Các giá trị truyền thống ít được coi trọng đối với tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đều chịu ảnh hưởng. Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, một số kẻ xấu đã có hoạt động đi ngược với lợi ích của dân tộc. Họ tự xưng là Phật, là Thánh, bói toán, tuyên truyền mê tín dị đoan, mê hoặc nhân dân. Họ lập ra những loại tín ngưỡng không được Đảng, Nhà nước công nhận như đạo Ngọc Phật Hồ Chí Minh, đạo Hiền, đạo Quang Minh, truyền bá các loại tà đạo ngoại lai như Long Hoa Di Lặc, Thanh Hải Vô Thượng Sư, vân vân. Lợi dụng tôn giáo để làm những điều sai quấy, phá bỏ truyền thống đạo đức người Việt, như khỏa thân khi hành đạo, sống thành bầy đàn như thời Nguyên Thủy, bỏ tục thờ cúng tổ tiên, ban hành những điều nhảm nhí làm mê hoặc những người cuồng tín. Căn cứ vào giáo lý Phật giáo và hiến chương của giáo hội thì đây là những loại hình tín ngưỡng không hợp pháp, làm tổn hại đến nếp sống thuần phong mỹ tục, tình cảm tín ngưỡng của nhân dân. Ở một số vùng sâu vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do trình độ nhận thức của dân chúng còn thấp, một số người đã lợi dụng tín ngưỡng để lồng ghép việc tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoạt động chống đối, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất ổn định chính trị, kinh tế và xã hội. Những vấn đề nêu trên đã làm mất đi giá trị truyền thống, tinh thần tốt đẹp của tôn giáo, làm ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân, phá hủy truyền thống dựng nước và giữ nước mà bao đời người Việt đã dày công vun đắp. Nguyên nhân làm nảy sinh những phức tạp nói trên có thể do một số người xấu vì lợi ích riêng mà quên đi lợi ích của toàn dân tộc. Trình độ của người dân còn chưa cao nên dễ bị người khác lợi dụng. Bên cạnh đó còn có thiếu sót của một số nhà tu hành đã làm mất lòng tin của nhân dân để lại, để các loại hình tín ngưỡng không hợp pháp xâm nhập vào. Ngày nay, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, cũng như các cấp ban ngành từ trung ương tới địa phương, các tôn giáo chính tín được tự do hành đạo và ngày càng phát triển. Đối với giáo hội Phật giáo, tín ngưỡng được phát triển như ngày nay, ngoài sự cố gắng tu hành của các giáo sĩ Phật giáo, chúng ta cũng không thể phủ nhận sự quan tâm nhiều mặt của Đảng, Nhà nước và các ban ngành. Quốc thái dân an là giấc mơ muôn đời của người dân Việt Nam. Đất nước có phồn vinh thì đạo pháp với hưng thịnh. Việc xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp là trách nhiệm chung của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có những người tu hành chúng ta. Do đó, việc bài trừ những điều xấu trái với giáo lý Phật giáo là việc làm thường xuyên của chúng ta. Chúng ta phải nêu cao hơn nữa vai trò của mình, không ngừng tu tập hành trì, trưởng dưỡng đạo tâm. Cần phát huy cao độ vai trò công dân thường xuyên học tập và giúp các tín đồ học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở địa phương nơi cư trú, đồng thời vận động tín đồ và nhân dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tránh xa tay tệ nạn xã hội, không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Bằng các hình thức thích hợp, chúng ta không để cho những loại hình tín ngưỡng không hợp pháp
truyền bá trái phép và hoạt động mê tín dị đoan xâm nhập. Tăng ni chúng ta cần luôn nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi để tín đồ Phật tử học hỏi giáo lý, giúp họ có đủ nhận thức, hiểu biết, phân biệt được đâu là mê tín, chính tín. Nhân dịp này, tôi xin mạnh dạn đề xuất: một, nhà nước cần có chế tài xử lý nghiêm hơn nữa những người lợi dụng những giá trị truyền thống trong sáng của tôn giáo để hoạt động vụ lợi riêng. Hai, các cấp các ngành, cơ quan liên quan của nhà nước cần thường xuyên bồi dưỡng nhận thức cho nhân dân, nhất là những nơi xa xôi hẻo lánh, tạo điều kiện nâng cao hơn nữa mức sống của người dân ở những nơi này để họ có thể tiếp cận được với những tiến bộ của xã hội, chủ động phòng ngừa, không để kẻ xấu dụ dỗ mua chuộc. 3. Các vị tăng ni các chùa tổ chức giảng dạy giáo lý cho tín đồ chùa mình để nâng cao ý thức giác ngộ, củng cố niềm tin, không phát tán những ấn phẩm băng đĩa không rõ nguồn gốc, chỉ quảng bá những gì đã được ban văn hóa của giáo hội thẩm định. 4. Các cấp lãnh đạo và nhất là ngành an ninh tiếp tục phối hợp với Hội Phật giáo, thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, thông báo kịp thời những thông tin cần thiết về tình hình an ninh chính trị trong tỉnh và thành phố để cho tăng ni tín đồ Phật tử nắm được mà nêu cao cảnh giác, và cũng để cho các vị tăng ni Phật tử phản ánh kịp thời những tin tức bất lợi đến tình hình an ninh trật tự để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. 5. Kịp thời biểu dương những gương người tốt việc tốt để động viên tăng ni Phật tử. Cuối cùng, chúng con xin kính chúc chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, chúng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, quý vị Phật tử một lần nữa lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái đoàn kết, kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội nghị. Đạo Phật đã chung sống với người dân Việt, đã thắt chặt thành một mối bất khả phân ly. Giá trị hòa hợp đại chúng trên tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, là một nhân tố nhân bản sâu xa đã góp phần làm nên tinh thần đoàn kết, nhân ái và hòa hiếu của dân tộc. Còn tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Tiếp theo chương trình tham luận, xin trân trọng kính mời toàn thể hội nghị lắng nghe phần trình bày của sư cô Thích Đàm Ngọc, đơn vị Ý Yên, qua đề tài nét tương đồng giữa tinh thần vô ngã trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tính nhân bản của Đạo Phật. Xin trân trọng kính mời sư cô. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị giáo hữu tín đồ Phật tử. Dư âm của đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tổ chức tại Việt Nam và kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại như còn mới đâu đây. Hòa chung không khí đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định và Công an tỉnh tổ chức hội nghị với chủ đề Phật giáo tỉnh Nam Định thực hiện phương châm Đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tôi xin được gửi tới quý vị đề tài nét tương đồng giữa tinh thần vô ngã trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tính nhân bản của Đạo Phật. Kính thưa quý miệt tị, ngược dòng lịch sử nhìn về từ những năm đầu kỷ nguyên Tây Lịch, cha ông ta đang diên xiết dưới sự cai trị của nhà Hán thì Đạo Phật du nhập vào Việt Nam, mang theo một luồng tư tưởng trong sáng và toàn đích với tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí, đại dũng. Chính vì thế, Đạo Phật đã được quần chúng cổ đông mang khát vọng giải thoát đón nhận một cách tự nhiên hài hòa. Đạo Phật đến với Việt Nam bằng những chân lý hết sức đơn giản. Một mặt đáp ứng hoài bão thiết tha của con người hướng tới một đời sống tự do. Một mặt xây dựng nếp sống lành mạnh, trong sáng, hướng thượng ngay trong đời sống hiện tại. Kính thưa hội nghị, nhân loại ngày nay phải đối diện rất nhiều xung đột, mâu thuẫn, bạo hành. Vì lẽ đó, khát vọng một thế giới hòa bình, một xã hội công bằng, ổn định là mục tiêu mà Đạo Phật và những người con Phật hướng tới. Theo bước chân của Đấng Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni và Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, tăng ni chúng ta
phải lấy từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha làm mẹ sống của mình để kiến tạo một thế giới hòa bình an lạc. Bởi vì không thể có một đất nước giàu mạnh khi nhân dân không an cư lạc nghiệp, không thể có một thành tựu vững chắc khi mà hành động xuất phát từ lòng tham, lòng ích kỷ. Hơn thế nữa, mỗi chúng ta cần phải ý thức được bổn phận trách nhiệm của mình đối với cuộc đời. Trên con đường tìm cầu hạnh phúc, những người con Phật chúng ta không vì hạnh phúc của bản thân mình mà hãy dành cả cuộc đời này đi tìm hạnh phúc cho chúng sinh. Đó chính là thông điệp mà Đức Thế Tôn để lại cho nhân loại. Là một tu sĩ đang trên bước đường tu nhân học Phật, tôi luôn tự nhắc nhở mình, người tu sĩ Phật giáo ngày nay là người có phẩm hạnh đạo đức tâm linh trong sáng thì chưa đủ, mà còn phải là người có trình độ tri thức về Phật học như thế học. Như thế mới có thể đem tinh hoa của Phật Pháp vào công cuộc xây dựng hạnh phúc cho đời. Những bài học từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm dày thêm hành trang cho tôi trên con đường phục vụ đạo Pháp và dân tộc. Tôi luôn tự hứa với lòng mình sẽ sống, lao động, học tập để trở thành người công dân, người tu sĩ ích đạo lợi đời, nguyện góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng quốc gia xã hội ngày thêm tịnh lạc, đem an vui hạnh phúc đến với mỗi cuộc sống nhân sinh như Bác Hồ kính yêu và Đức Thế Tôn hằng mong muốn. Cuối cùng con xin kính chúc chư tôn tiền đức pháp thể kinh an chúng sinh dị độ, chúc quý vị đại biểu khách quý tân tâm an lạc cuộc thời các tường, chúc hội nghị thành công viên mãn. Mong mong kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội nghị. Giáo dục dù bất kỳ dưới hình thức nào, đơn giản hay quy mô, thì nó cũng chỉ là công cụ để truyền tải kiến thức, kinh nghiệm. Do vậy, Phật giáo truyền trì được hơn 25 thế kỷ qua, hẳn nhiên đã có sự đóng góp của phương pháp này. Riêng ở Việt Nam, từ rất xa xưa, khi Phật giáo mới bắt đầu du nhập, chùa Phật đóng vai trò là trường học dạy chữ cả kinh Phật là một sự thật lịch sử. Học sinh sinh viên vốn đã có truyền thống là Phật giáo, được học tập trong môi trường Phật giáo, được gần gũi và chịu ảnh hưởng các giáo thuyết nhà Phật, thì chuyện thấm nhuần đạo đức Phật giáo là khả năng rất cao. Nói chung, hình thức giáo dục là hình thức không thể thiếu đồng hành cùng với Phật giáo theo đà chuyển biến của lịch sử xã hội. Dù dưới nhiều hình thức khác nhau và dù hình thức nào đi nữa, phương pháp này cũng phải là cách thức ưu tiên nhất để Phật giáo hoằng truyền Phật Pháp cả về chiều rộng và chiều sâu đến với xã hội, nhất là xã hội ngày nay. Hướng thiện qua phần trình bày của Đại Đức Thích Tâm Thuần, xin trân trọng kính mời Đại Đức. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị khách quý, giáo hội tín đồ Phật tử. Hôm nay con rất vinh dự thay mặt cho Hội Khuyến học Chùa Diêm Điền, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định được tham luận về công tác khuyến học, khuyến tài trong phong trào tâm sáng hướng thiện, xây dựng chùa tinh tiến. Trước hết, thay mặt Hội Khuyến học Chùa Diêm Điền cùng tăng ni tín đồ Phật tử, con xin gửi tới chư tôn thiền đức, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, an khang thành đạt và hạnh phúc. Sau đây con xin sơ lược về việc làm của Hội Khuyến học Chùa Diêm Điền từ khi thành lập cho tới nay. Chùa Diêm Điền, xã Bình Hòa đã có từ lâu đời, cách đây khoảng 300 năm, năm 1986 tái lập thị trấn Ngô Đồng nên chùa thuộc địa phận khu 4 thị trấn Ngô Đồng. Năm 1995, chùa Diêm Điền được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Bản thân tôi cũng được vinh dự đi nhiều hội nghị khuyến học, khuyến tài và được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học, kết quả hoạt động của hội. Trong những năm qua đã góp phần vận động tín đồ Phật tử đẩy mạnh phong trào tâm sáng hướng thiện, xây dựng chùa tinh tiến, thực hiện phương châm của giáo hội đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, cùng nhân dân cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vì lợi ích của cộng đồng, chúng ta hãy làm tốt những gì các bậc tiền bối đã để lại, làm người có ích cho xã hội, góp phần vào việc xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa các vị đại biểu, thưa hội nghị,
Qua việc làm của Hội Khuyến học Chùa Diêm Điền, chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều người ủng hộ và giúp đỡ cho hội phát triển hơn nữa trong những năm tới. Một lần nữa, con xin thành kính chúc chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, các vị đại biểu khách quý, quý Phật tử, lời chúc thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể hội nghị, Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp tại thế gian để hình thành lên giáo chỉ của Đạo Phật, kho tàng để lại là ba tạng kinh, luật, luận, mà trong đó chứa đựng 84.000 pháp môn. Dù dưới bất cứ hình thức nào để mọi người hiểu được Đạo Phật, để hướng dẫn con người vào với Đạo Phật, áp dụng những điều Phật dạy vào trong cuộc sống nhằm đạt được sự an vui và giải thoát, xây dựng một cõi tịnh độ nhân gian. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời Ban Hộ Tự Chùa Quý Nhất đơn vị Nghĩa Hưng lên trình bày tham luận với đề tài xây dựng cụm dân cư an toàn, đoàn kết, văn hóa, chùa tinh tiến. Xin trân trọng kính mời. Con nhâm mô đi nào Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Con được về dự hội nghị trọng thể này. Trước tiên, con được xin kính chúc các vị đại biểu Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, sức khỏe, hạnh phúc, thân tâm, an lạc. Thay mặt cho Hội Phật tử Chùa Quý Nhất, tôi xin được phát biểu một số ý kiến về việc Phật tử Chùa Quý Nhất tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng cụm dân cư an toàn, đoàn kết, văn hóa, xây dựng chùa tiên tiến như sau. Quý Nhất là một thị trấn trẻ mới được thành lập, nằm ở phía Tây Nam huyện Nghĩa Hưng, là trung tâm thương mại dịch vụ, là điểm nối giao thông đường bộ giữa các xã trong huyện, điểm nối giao thông đường thủy với huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, sản xuất kinh doanh luôn được phát triển, đời sống nhân dân ngày càng một nâng cao, song bên cạnh đó kéo theo nhiều những tệ nạn. Tai tệ nạn là nhất là tệ nạn nghiện hút và nảy sinh nhiều tội phạm. Các đối tượng ở nơi khác cũng tới hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự của địa phương. Nhất là vài năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo những mâu thuẫn nội bộ trong việc tranh chấp đất đai làm ảnh hưởng tới an ninh nông thôn. Một số đối tượng phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan, tuyên truyền đạo trái phép làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở cơ sở. Trước tình hình đó, Đảng và chính quyền địa phương đã có chủ trương biện pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đối với Phật tử Chùa Quý Nhất, đã nhận thức việc xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa và là quan trọng. Song bên cạnh đó, việc đảm bảo an ninh trật tự cần phải được quan tâm giải quyết kịp thời. Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư Tôn Thầy Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý đạo hữu Phật tử và quý đệ vị. Từ sáng đến giờ, chúng ta đã được nghe rất nhiều đề tài tham luận với nội dung phong phú và hấp dẫn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng nhận được nhiều bài tham luận thật đặc sắc của các đơn vị gửi đến, nhưng vì điều kiện thời gian không cho phép để trình bày trước hội nghị, nên quý vị nào muốn tìm hiểu rõ hơn, xin mời gặp ban để nhận tài liệu. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể hội nghị nghỉ giây lao 10 phút.
kính bạch chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý đạo hữu Phật tử và quý liệt vị. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội là một định hướng rất xác thực để cho tăng ni Phật tử Việt Nam có điều kiện dấn thân và góp phần phục vụ nhân sinh. Trong những năm qua, mọi công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà luôn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo ân cần của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chính vì thế, Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành tích trong công tác Phật sự thế sự quan trọng, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Về dự hội nghị hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội lên ban đạo tử. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Cô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa quý vị đại biểu, kính bạch chư Hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể các đạo hữu nam nữ Phật tử. Hôm nay tôi rất vui mừng trở về dự hội nghị do tỉnh hội Phật giáo cùng với sở công an của tỉnh tổ chức cái hội nghị hôm nay để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu lên được cái phương châm hoạt động của giáo hội là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Hôm nay là lần thứ hai tôi về dự cái hội nghị như thế này, bởi vì cách đây mấy năm tôi đã được về dự hội nghị rồi. Hôm nay tôi lại được về những cái hội nghị này, tôi rất là cảm động vì thấy rằng những sự quan tâm của lãnh đạo của tỉnh và đặc biệt là sở công an của tỉnh đã giúp đỡ cho Phật giáo làm được một cái việc như thế này. Trên Trung ương Giáo hội chúng tôi theo dõi thì đây là một cái nét đặc biệt của tỉnh Nam Định. Còn một số tỉnh khác nữa cũng có một quan hệ rất là mật thiết với Phật giáo, như là Quảng Ninh thì lại làm một cái việc khác. Tỉnh Quảng Ninh thì hướng dẫn được các vị tăng ni đi làm công tác du lịch. Đấy cũng là một cái nét đặc biệt để cho các vị tăng ni thấy rằng thì là cái sự phát triển của đất nước và sự phồn hưng của Phật giáo. Hôm nay tôi về đây này được ban tổ chức giới thiệu lên để phát biểu đôi lời. Trước khi phát biểu, tôi xin đại diện cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chân thành gửi tới quý vị đại biểu, gửi tới chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni cùng toàn thể các đạo hữu nam nữ Phật tử lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng sức khỏe và lời chào đại đoàn kết. Kính thưa các vị đại biểu, Phật giáo được du nhập vào Việt Nam cách đây hơn 2.000 năm, dù phải trải qua những thăng trầm lịch sử, đạo Phật vẫn tồn tại và đồng hành với dân tộc, trở thành một tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn thể hiện là một tôn giáo yêu nước và là một thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc. Lịch sử ghi lại năm 443 sau Tây lịch, đất nước ta rơi vào tay nhà Hán, mở đầu thời kỳ lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc. Trong bối cảnh đất nước bị nô dịch, Phật giáo trở thành vũ khí tinh thần chống lại sự xâm lược nô dịch và đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc. Ngay sau khi lên ngôi, vị vua đầu tiên của nước ta là Lý Nam Đế đã cho dựng chùa khai quốc ở giữa thủ đô. Vị vua tiếp theo lấy hiệu là Lý Phật Tử, người con Phật của họ Lý. Thần Tích Thần Thả cũng đã ghi lại một danh sách dài những vị tướng ở thời kỳ này có tinh thần Phật giáo. Vì vậy, việc cho xây dựng chùa mở
mà nước đã cho thấy vua Lý Nam Đế đã nhận thấy vai trò của Phật giáo trong xây dựng và giành nền độc lập. Sau khi nước nhà giành được nền độc lập tự chủ đầu thế kỷ thứ 10 và trải qua các triều đại Đinh, Lê, nhất là dưới thời Lý và là vị thiền sư tiêu biểu như sư Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn, Nguyễn Minh Không, Từ Đạo Hạnh, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thường Kiệt, các vị thiền sư cao tăng đồng thời cũng là những nhà chính trị, quân sự, ngoại giao xuất sắc của thời đại. Phật giáo thực sự đã được nâng lên một tầm cao lớn, hòa nhập với dân tộc và trở thành yếu tố tinh thần của Đạo Phật. Đến thời đại nhà Trần, Phật giáo thực sự trở thành Phật giáo dân tộc. Phật giáo đời nhà Trần đã trở thành nền tảng tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và bảo vệ đất nước, là bộ phận chủ yếu góp phần tạo nên nền kinh tế, văn hóa, tinh thần đương thời của dân tộc. Các thiền sư, hoàng đế thời Trần đã lập nên triều đài Trúc Lâm là một thiền phái mang hệ tư tưởng triết học và bản sắc hoàn toàn Việt Nam. Các vị vua như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông đều rất uyên thâm về triết lý Phật giáo, thấm nhuần giáo lý từ bi hỷ xả. Những nhà lãnh đạo thời Trần đã ứng dụng Phật giáo trong mối liên kết nhân tâm trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tinh thần của Hội nghị Diên Hồng là tiếng nói của sự thức, ý thức tự chủ và tinh thần tự cường tự lực của người dân Việt Nam, là đỉnh cao của sự đoàn kết dân tộc, mà chính là sự liên kết nhân tâm, tinh thần hòa hợp, vô ngã vị tha của Đạo Phật đã thấm nhuần sâu sắc trong vua tôi thời Trần. Tinh thần Phật giáo đã góp phần quan trọng trong chiến thắng vĩ đại trong hai lần chống quân Nguyên xâm lược nhà Trần. Sứ mạng cứu khổ và tinh thần nhập thế của Đạo Phật của thời Trần đã trở thành một tinh thần đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. Và thực tế lịch sử đã chứng minh rằng Phật giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng lịch sử thăng trầm của dân tộc. Trong suốt hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống giặc ngoại xâm là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập tự do thống nhất cho đất nước, Phật giáo đã góp phần đáng kể với chiến thắng hào hùng của nhân dân ta. Mái chùa đã là nơi che chở cho các chiến sĩ anh hùng cách mạng, và nhiều các vị sư đã nêu cao tinh thần đại sĩ chính nghĩa của lý tưởng Bồ Tát mà tham gia phong trào cởi áo cà sa khoác chiến bào lên đường nhập ngũ cùng chia sẻ với đồng bào cả nước. Và mái chùa đã thực sự trở thành nơi che chở hồn dân tộc trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần lục hòa vô ngã của Đạo Phật đã gắn kết các sơn môn pháp phái của Phật giáo trong phong trào chấn hưng Phật giáo trong cả nước, hòa chung vào dòng chảy cách mạng. Chùa Tam Bảo, trụ sở Hội Phật giáo kiêm tế của Thiền sư Thiện Chiếu, trở thành cơ sở cất giấu vũ khí, nuôi dấu cán bộ kháng chiến. Bản thân Thiền sư đã bị tù đày ở nhà tù Côn Đảo và bị tra tấn dã man. Nhiều thiền sư cư sĩ là yếu nhân của phong trào chấn hưng Phật giáo đã trở thành cốt cán của các tổ chức kháng chiến kiến quốc
lên khắp mọi miền đất nước. Các thế hệ nối tiếp nhau như Thiền sư Thiện Chiếu, Thiền sư Thích Trí Độ, cư sĩ Minh Tâm, Lê Đình Thám đã có ảnh hưởng lớn với thế hệ Thiền sư kế tiếp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ như Cố Hòa Thượng, Thích Mật Thể, Thích Thiện Hoa, Thích Trí Thủ, Thích Minh Nguyệt, Thích Thiện Hào, Thích Thế Long và Thích Thuận Đức. Ngày nay, đất nước chúng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phật giáo với sứ mạng cứu khổ của người đã trở thành một lực lượng tinh thần dân tộc và là một chất keo kết dính trong khối đại đoàn kết dân tộc của Đại Gia Đình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có tổ chức Phật giáo thống nhất tất cả các hệ phái trong cả nước là tổ chức lãnh đạo tinh thần Phật giáo Việt Nam theo đường lối phương châm hoạt động là đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đã hướng dẫn đồng bào Phật tử sống tốt đạo đẹp đời, nêu cao truyền thống yêu nước và gắn bó với dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cụ thể hóa phương châm hành động của mình trong các phong trào từ thiện nhân đạo xã hội, trong các quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, đưa ánh sáng triết lý và những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc và an lạc. Trong xu thế của sự hội nhập khu vực và quốc tế, Phật giáo đã xác định vai trò của mình trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến mang đậm đà bản sắc dân tộc. Đứng trước mặt trái của quá trình toàn cầu hóa, khi mà đâu đó các thế lực chính trị đang lợi dụng tôn giáo như là một công cụ áp đặt quyền lực dưới chiêu bài nhân quyền và tự do tôn giáo để can thiệp nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thì Phật giáo Việt Nam với tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi luôn luôn nêu cao tinh thần yêu chuộng, hòa bình và truyền thống đồng hành cùng dân tộc, cùng nhau đoàn kết và phấn đấu cho một thế giới hòa bình an lạc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày một hùng mạnh, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Cuối cùng, chúng tôi xin một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, kính chúc sức khỏe chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni và quý đạo hữu nam nữ Phật tử được thân tâm thường mạt và vạn sự được cát tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể hội nghị, qua lời phát biểu ý kiến chỉ đạo của Hòa Thượng, chúng ta thấy thể hiện rõ sự hiện diện gắn bó của Phật giáo trong lòng dân tộc, khẳng định tính kế thừa lịch sử hơn 2.000 năm hoằng pháp độ sinh của Phật giáo Việt Nam, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đỉnh cao của thời đại thống nhất Phật giáo cả nước. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân công đức của Hòa Thượng. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể hội nghị, có thể nói năm nay và những năm tiếp theo, tình hình trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chung. Song, những thách thức đe dọa hòa bình, an ninh thế giới vẫn chưa giảm, cho nên đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của mọi giai tầng trong xã hội. Trong những năm qua, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của tỉnh nhà nói chung và Phật giáo nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an. Về dự hội nghị hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Phạm Dũng, Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Kính thưa đồng chí Chu Văn Đạt, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định. Kính thưa các vị Hòa thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni Phật tử. Kính thưa các vị đại diện cho Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ủy ban nhân dân, các ban ngành của Trung ương và các địa phương, và kính thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo tỉnh Nam Định. Kính thưa toàn thể hội nghị, hôm nay tôi rất phấn khởi được về dự hội nghị Giáo hội Phật giáo Nam Định thực hiện phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ gìn ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, do Công an tỉnh phối hợp với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định tổ chức, được sự ủy nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an. Trước tiên tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các quý vị đại biểu, các vị cao tăng, các tăng ni tín đồ Phật tử tiêu biểu về dự hội nghị sức khỏe, thâm tâm thường lạc, vạn sự cát tường. Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí, cách đây 4 năm, tỉnh nhà đã có sáng kiến tổ chức của hội thảo Phật giáo Nam Định góp phần đảm bảo an toàn xã hội, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của các ủy đảng, chính quyền, sự giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, các vị cao tăng, tăng ni Phật tử trong Phật giáo tỉnh đã kế thừa, phát huy tinh thần của cuộc hội thảo và truyền thống hộ quốc an dân gắn bó với quê hương, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, sẵn sàng dấn thân, làm hết sức mình vì lợi ích của đất nước, của quê hương. Thay mặt Tổng cục An ninh Bộ Công an, tôi xin tiếp thu các đề xướng góp ý của các vị tăng ni thông qua các tham luận đầy trí tuệ của các vị để tạo điều kiện cho các tăng ni Phật tử góp phần tốt nhất của mình bảo vệ trật tự, an ninh trật tự và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe hạnh phúc, chúc các vị cao tăng, các vị tăng ni Phật tử mạnh khỏe, thâm tâm thường an lạc. Xin cảm ơn. Kính thưa toàn thể hội nghị, qua lời phát biểu của ông Phạm Dũng, chúng ta càng được làm sáng tỏ vấn đề hơn về công tác của lực lượng công an trong cả nước nói chung và công an tỉnh nhà nói riêng. Lực lượng công an nhân dân luôn phát huy vai trò lòng cốt xung yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào quần chúng, huy động sức mạnh toàn dân và các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn và tiếp thu những lời chia sẻ tâm tình của ông. Kính bạch chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể hội nghị. Các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo, ngày nay phải đối mặt với những thách thức mà xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đem lại. Điều đó đã và đang đặt ra cho các đệ tử Phật nói chung, tăng ni, Phật tử tỉnh nhà nói riêng, những sứ giả của Như Lai, một trách nhiệm to lớn và nặng nề để có thể giữ vững và phát triển ngôi nhà Phật Pháp, đồng thời đóng góp công sức và trí tuệ của mình trong việc xây dựng quê hương đất nước. Những năm vừa qua, Phật giáo tỉnh nhà luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác phụng đạo và yêu nước. Về dự hội nghị hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Chu Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính thưa Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Kính thưa Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni. Trong không khí thi đua sôi nổi, ra sức thi đua học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008. Tôi rất vui mừng được về dự Hội nghị Giáo hội Phật giáo Nam Định thực hiện phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đây là hội nghị có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay,
thể hiện trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tích cực tham gia đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe tất cả các quý vị đại biểu, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, Phật giáo là tôn giáo lớn có bề dày lịch sử và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng đối với các nước trong khu vực và châu Á. Qua các thời kỳ lịch sử, Phật giáo Việt Nam có truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Quan điểm hướng thiện và những giá trị đạo đức nhân văn trong giáo lý đạo Phật đã góp phần xây dựng lên truyền thống văn hóa dân tộc, có sức lan tỏa trong xã hội và trở thành nhu cầu tư tưởng, tình cảm, tín ngưỡng của một bộ phận lớn trong nhân dân. Với phương châm nhập thế, thực hiện đạo pháp vì dân tộc, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu về mục tiêu hạnh phúc, an vui cho con người. Kính thưa các quý vị đại biểu, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ đồng bào các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo hội Phật giáo Nam Định hãy tiếp tục chung sức chung lòng, đoàn kết thực hiện tốt đường lối chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện để các tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo nói riêng của tỉnh nhà hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục đồng hành thăng tiến phát triển cùng dân tộc quê hương trong kỷ nguyên mới này. Một lần nữa thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin cảm ơn sự có mặt của các đại biểu của Trung ương, của các tỉnh bạn, và tôi xin chúc tất cả các quý vị đại biểu về dự hội nghị dồi dào sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể hội nghị, qua lời phát biểu của ông Trần Minh Oanh, chúng ta thật phấn khởi trước những thành tựu về nhiều mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà. Và chúng ta nhận thấy rằng Phật giáo tỉnh nhà là một thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong các công việc của mình đã đạt được những thành quả nhất định, góp phần đáng kể của mình vào công cuộc xây dựng quê hương Thầy Nam chúng ta ngày một giàu đẹp và văn minh. Đúng như lời khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, những đóng góp thiết thực của Phật giáo Việt Nam đã chứng tỏ Phật giáo hoàn toàn là tôn giáo nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, đồng thời cũng cho thấy vai trò quan trọng của đời sống Phật giáo trong đời sống xã hội ngày nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu của ông. Kính bạch chư tôn thầy đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội nghị. Về dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức chúng tôi vô cùng vinh hạnh được đón tiếp ông Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông vừa đi cùng phái đoàn của Thủ tướng Chính phủ sang làm việc với Chính phủ Mỹ về quan hệ giữa hai nước. Sau đây, xin trân trọng kính mời ông lên phát biểu và thông báo tới hội nghị chúng ta những thông tin mới nhất về quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ. Xin trân trọng kính mời ông. Chu Văn Đại, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa đồng chí Trần Minh Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Kính thưa Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa các vị lãnh đạo Đạo Tin Lành, Đạo Thiên Chúa và các quý vị đại biểu dự hội nghị. Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an và riêng tôi được hội nghị mời về dự hội nghị để thực hiện cái phương châm như các vị đã nêu ở đây là một điều hết sức vinh dự với tôi. Tôi cũng đã dự nhờ cái hội nghị của Đạo Thiên Chúa cũng có một cái nội dung như thế này của năm 2007: ổn định chính trị, ổn định xã hội, ổn định trật tự, nhưng mà có vấn đề nữa là góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng rất lớn. Ở đây không phải chỉ có an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tôi nghĩ rằng trên phương diện về kinh tế, trên phương diện kinh tế, trên phương diện về xã hội, các tôn giáo chúng ta và cái Phật giáo nói riêng cũng đóng góp rất là quan trọng.
đóng góp rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng là Bộ Công an chúng tôi sẽ phát huy qua tiếp thu ở đây, sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo, các ban trị sự Phật giáo các tỉnh, công an các tỉnh, chúng ta phải tiếp tục mở rộng hơn nữa cái mô hình như của Nam Định của chúng ta. Và với thành tích đó, tôi thay mặt cho đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, tôi nhiệt liệt chúc mừng những cái thành công của Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định và Công an Nam Định đã làm nên những cái kết quả và hội tụ lại ở hội nghị này. Tôi không có thời gian nhiều về vấn đề này. Để tôi xin sang cái phần thứ hai là cái phần mà theo đề nghị của đồng chí Công an tỉnh. Thì tôi vừa đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một trong đoàn chính phủ ta sang Hoa Kỳ để mà thực hiện chuyến thăm theo lời mời của Tổng thống Bush. Chúng ta ký được nhiều các hợp đồng kinh tế, đặc biệt là về dầu khí. Các ông chí đây là bên cái kinh tế, các ông chí đàm phán rất quyết liệt và cuối cùng là kéo được các tập đoàn dầu khí để khai thác vùng Biển Đông chúng ta. Cái khai thác Biển Đông nó là vấn đề kinh tế, nhưng nó lại là vấn đề an ninh. Nó là quyền lợi xem đan xen. Cho nên đó, nó tạo ra cái thế ổn định của đất nước chúng ta. Cho nên cái công ty Coco Philips là một trong cái tập đoàn rất lớn mà họ rõ ủng hộ, và một tập đoàn dầu khí tiếp chúng tôi, và họ khẳng định rằng bất kể một cái khó khăn nào họ cũng sẽ đầu tư phối hợp Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông. Đấy là một cái thắng lợi rất lớn. Còn tất cả những cái chuyện ký máy bay máy các thứ thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Vấn đề thứ hai là vấn đề giáo dục và khoa học. Thì chúng ta đã tạo được một cái cơ chế để mà đào tạo, đấy là đào tạo. Thì như thế là chính phủ Hoa Kỳ phải chấp nhận chúng ta để kêu gọi các nhà doanh nghiệp Mỹ, nhân dân Hoa Kỳ, các nhà doanh nghiệp Việt Nam thành lập một quỹ giáo dục để mà đào tạo cho các sinh viên Việt Nam học ở Hoa Kỳ chưa từng có, và đào tạo khoảng 2.000 tiến sĩ ở các ngành trong vài năm mà dựa vào lập các cái quỹ này, thì cái việc mà đào tạo cũng sẽ là thuận lợi. Vấn đề thứ hai là khoa học, Hoa Kỳ khẳng định cùng Việt Nam là sẽ cùng nghiên cứu để giải quyết tình hình nước biển dâng cao trong vài năm tới. Người ta nhận định là trong vài năm chục năm tới thì cái nước biển sẽ dâng rất cao. Việt Nam là một trong những cái điểm mà phải nói rằng nước biển dâng cao trong vài năm tới. Đây dự báo người ta như thế. Bây giờ hợp tác với Hoa Kỳ cái dự báo và tính toán làm sao để đối phó với khả năng nước biển dâng cao. Nước biển dâng cao. Thứ hai là biến động của khí hậu. Biến động của khí hậu. Đây là những vấn đề khoa học của mình. Đấy, thì các vị thấy ấy, là Trung Quốc không dự báo gì, cho nên khi động đất hàng chục nghìn người, hình như là đến trăm ngàn người, chứ đâu phải nó ào một cái nó bằng cả cuộc chiến tranh mấy chục năm chứ không phải. Cho nên vấn đề toàn cầu bây giờ là vấn đề rất lớn, mà ta thì đang rất cần những cái chuyện như thế này. Đấy, cho nên đứng về khoa học kỹ thuật đấy, ta là như thế, ta cũng buộc được Hoa Kỳ là chấp nhận phải khắc phục những hậu quả chiến tranh, trong đó là dioxin phải hỗ trợ giải quyết về chất độc dioxin như thế nào, rồi tất cả những cái gì về bom mìn các thứ phải gì. Ta cũng đặt vấn đề phía Mỹ là phía Việt Nam đã hỗ trợ cho Hoa Kỳ tìm những cái là quân nhân yêu tích, thì Hoa Kỳ cũng phải có trách nhiệm là tìm các quân nhân và những người mất tích của Việt Nam. Hai bên là chấp nhận những cái vấn đề đó. Cho nên đứng về mặt để giải quyết hậu quả chiến tranh kết hợp với những cái khoa học kỹ thuật đấy, thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái điều kiện về cái rất là tốt. Trước tiên tôi nói, và Hoa Kỳ khẳng định là Việt Nam theo đánh giá con mắt quốc tế là một trong những đất nước mà có điều kiện đầu tư tốt nhất thế giới. Và khi gặp các nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ cũng như là các nhà nghiên cứu người Việt gốc Hoa Kỳ, người gốc Việt và quốc tịch Hoa Kỳ, thì họ đều cho rằng cái tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay không phải do một mình Việt Nam phải chịu. Và khi chúng tôi thảo luận
với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, thì chính Hoa Kỳ cũng nói lần này cái lạm phát nó khác với tất cả lần trước. Chính Hoa Kỳ cũng không lường là nó sẽ đi như thế này. Nó không lường như thế này. Hoa Kỳ chỉ nói rằng có phải chăng là hiện nay Trung Quốc ấy, là cái nước mà cái tăng trưởng quá lớn. Cái tỷ lệ về nhiên liệu của Trung Quốc ấy là dùng bằng 60% nhiên liệu thế giới. Có phải đó nó làm cho giá dầu tăng lên không? Nhưng mà giá dầu tăng lên thì liệu có phải nó tăng giá hay không? Bây giờ các nhà phân tích Hoa Kỳ cũng chưa khẳng định được. Cho nên cái đây nó gọi là hội chứng chung, hội chứng toàn cầu về lạm phát. Chứ Việt Nam không phải nữa. Và đặc biệt khi chúng ta công bố cái tiền tỷ giá, tiền dự trữ của chúng ta thì người ta phân tích ngay. Chúng ta có dự trữ trên 20 tỷ đô la. Nếu chứng khoán chúng ta đầu tư nước ngoài cộng vào thì khoảng độ 3 tỷ. Nếu nước ngoài rút ra hoàn toàn cả 3 tỷ thì cũng chưa ảnh hưởng gì cả. Và nếu như ta lạm phát, ta nhập siêu trong năm nay khoảng độ 11 đến 14 tỷ thì cộng với 14 tỷ, 17 tỷ đô la. Tiền dự trữ chúng ta trên 20 tỷ. Chúng ta bán dầu, chúng ta bán gạo, chúng ta có ngoại hối gửi vào là khoảng trên 30 tỷ đô la. Chúng ta không mất cân đối được. Cho nên những nhận định đánh giá của Mark Vân và một số tổ chức có tính chất quốc tế Hoa Kỳ không có thông tin đã đưa ra những thông tin không đúng. Và ngay sau đó họ đã khảo sát lại và công bố trên thế giới là Việt Nam không thể mất ổn định và không thể có cái biến động về tình hình kinh tế như Thái Lan, mà Việt Nam vẫn ổn định được. Và chắc chắn những biện pháp, 8 giải pháp của Thủ tướng nêu ra là chính xác. Nước Mỹ cũng phải làm như thế. Và họ cho rằng cái đó là cái mà chúng ta đang đi đúng hướng. Chắc chắn Việt Nam trong vài năm tới thì sẽ khôi phục lại vấn đề này. Thế đây là cái đánh giá như vậy. Và có một câu mà tôi cũng cứ ngẫm nghĩ, tất cả trong đoàn nói, người ta nói như thế này: tất cả Việt Nam thì phải nhận thức như vậy. Nhưng thưa Thủ tướng, Thủ tướng về làm sao mà thông tin báo chí của Việt Nam không tự mình làm khổ mình, tức là tự mình làm cho mình viết những cái không đúng cái của mình làm cho thế nhận thức thế giới, người ta nhìn vào báo chí của mọi người Việt Nam, ta thấy rằng nó nguy hiểm quá. Nhưng mà bây giờ phân tích tất cả các hệ thống kinh tế, các nhà phân tích, người ta nói rằng cái đó là không có cái gì xảy ra. Thì đấy là cái tình hình ghép vào khi bàn thảo vấn đề này thì ngay thế giới nhìn nhận kinh tế của chúng ta. Và các biện pháp kinh tế của chúng ta thì báo cáo với các vị hội nghị thì Thủ tướng đã rồi, chắc chắn chúng ta sẽ khôi phục được, chắc chắn khôi phục được. Thế thì như thế là dù kinh tế có thế nào chăng nữa thì Đảng và Chính phủ tập trung lo về cái an sinh xã hội. Ở đây tôi cũng báo cáo đồng chí Bí thư, và cái này chủ trương chung của Chính phủ, chúng ta làm thế nào phải làm giá giảm xuống nữa để cho người nông dân và cho người công nhân đảm bảo được cuộc sống. Chúng ta có thể chậm tăng trưởng tổng chăng nữa, nhưng chúng ta không được để cái tình hình giá gạo nâng cao như trước. Giá gạo gần là một cái không đúng, cái không đúng. Tình hình chúng ta xuất hàng triệu tấn gạo mà dân phải đi mua gạo giá cao thì cái đây là một cái điều không thể có. Chúng ta làm sao đẩy mạnh sản xuất, đừng để bệnh dịch nó xảy ra. Động vật các thứ đừng có chết nhiều, dân là han nhiễm. Bây giờ tôi có là 500.000 tấn cá chưa xuất được, cái đâu ta có thiếu. Cho nên làm thế nào để mà đẩy vào cái đời sống xã hội chúng ta, cái an sinh xã hội chúng ta cho nó tốt. Vì thế cho nên những cái việc mà chúng ta làm Hoa Kỳ vừa qua là một cái điều rất tốt, nó tạo điều kiện cơ hội cho đất nước chúng ta để chúng ta hội nhập quốc tế, chúng ta tranh thủ, chúng ta tạo những cơ chế để tận dụng càng sớm tốt để phát triển đất nước chúng ta. Còn có làm được hay không là còn tùy thuộc vào cái sự điều hành và sự cố gắng, cái sự đoàn kết của nhân dân chúng ta. Chúng ta tự đừng làm chúng ta khó khăn thì chúng ta mới vượt qua. Và phải nói rằng Chính phủ tôi được biết là sẽ có những đề án rất tốt để chúng ta quan hệ với Hoa Kỳ, sẽ sử dụng một cái cơ chế như thế nào đó để chúng ta thực hiện được.
Hôm nay thời gian nó ngắn quá, thì tôi cũng xin thông báo ngắn gọn một số ý kiến như thế. Đây là có lẽ đầu tiên là có lẽ chưa nói ở đâu cả. Nhưng hôm nay mới về xong rồi xuống hội nghị thì các ông chí nói nên đề nghị tôi thì tôi thông báo luôn cái hội nghị ở đây chứ ở Hà Nội này tất cả các thứ kể cả Bộ Công an chưa nói được cả. Cái đấy là cái kết quả mà các vị đã nghe trên báo chí, tôi chỉ minh họa cái thông báo chung của nhà nước chúng ta với Hoa Kỳ ở trên báo chí, một số ý kiến rất cơ bản như vậy. Thì tôi xin chúc là tất cả các vị đại biểu ở đây một cái sức khỏe tràn đầy hạnh phúc và chúng ta tin tưởng là chúng ta sẽ đạt được những kết quả chúng ta mong muốn. Xin cảm ơn. Thưa toàn thể hội nghị, qua lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Hưởng, chúng ta hiểu rõ hơn về kết quả và sự thành công mỹ mãn chuyến thăm Hoa Kỳ của đoàn đại biểu chính phủ nước ta trên nhiều mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học. Và chúng ta cũng thấy một điều rằng là Đảng và nhà nước ta luôn xác định công tác đảm bảo an ninh quốc gia là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Liên quan đến sự tồn vong của chế độ là nhiệm vụ của Đảng, của toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, sự quản lý của nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò lòng cốt và xung kích. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn và tiếp thu những lời chia sẻ thật tâm tình của ông. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội nghị. Trong những năm qua, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như phương châm của giáo hội đề ra đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, Phật giáo tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự thế sự quan trọng trong công tác quảng dương chính pháp phát triển rộng khắp, làm sáng tỏ giáo lý Phật Đà trong cuộc sống nhân gian, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa trong từng địa bàn dân cư, tham gia các hoạt động góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, Phật giáo tỉnh nhà còn góp phần củng cố chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng, góp ý kiến cho các báo cáo chính trị của Đảng ở Trung ương và địa phương, các đề án liên quan tới các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tham gia các hoạt động xã hội, v.v. Những thành tích trên đây của Phật giáo tỉnh Nam Định đã được nhà nước, chính phủ, các cấp, bộ, ngành ghi nhận. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Thọ Mạnh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lên công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và phong trào vì an ninh Tổ quốc trong những năm qua. Xin trân trọng kính mời ông. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2004, năm 2008. Sau đây là phần công bố quyết định và trao thưởng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho Hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Hạnh Nghiêm, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Đại đức Thích Tâm Vượng, Đại đức Thích Tâm Thiệu lên sân khấu. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2008, Chủ tịch nước số 262/QĐ-CTN quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ điều 103 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 278/TTG-TCCB ngày 22 tháng 2 năm 2008 quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Hội Phật giáo tỉnh Nam Định đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2002 đến 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã ký. Xin đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Minh Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước lên trao thưởng. Tặng thưởng huân chương lao động hạng 3
Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Chu Văn Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Phạm Văn Dũng, Thiếu tướng Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, lên tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. Xin kính mời các vị. Đại diện cho đạo Tin Lành lên tặng hoa chúc mừng Hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Xin kính mời. Tiếp theo tôi xin công bố quyết định khen thưởng của Bộ Công an. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bộ Công an số 86 QĐKTBCA Hà Nội ngày 19 tháng 6 năm 2008 quyết định về việc khen thưởng Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ luật thi đua khen thưởng và nghị định số 121 ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Căn cứ nghị định số 136 ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, quyết định điều 1 tặng bằng khen của Bộ Công an cho 5 cá nhân: 1. Thượng tọa Thích Hạnh Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Nam Định. 2. Thượng tọa Thích Quảng Hà, Ủy viên Kiểm sát Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Nam Định. 3. Ni trưởng Thích Đàm Nhược, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban trị sự Hội Phật giáo. 4. Hòa thượng Thích Quảng Tuyên, thành chứng minh Hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. 5. Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó trưởng ban trị sự kiêm chánh thư ký Hội đồng Phật giáo tỉnh Nam Định, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương năm 2004 đến 2008. Tiền thưởng kèm theo cho mỗi tập thể là 600.000 đồng. Tiền thưởng kèm theo cho mỗi cá nhân là 300.000 đồng. Điều 2, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Bộ trưởng, Thứ trưởng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Hưởng đã ký. Xin đề nghị Thứ trưởng nhận ngay. 3. Đại diện Phật giáo huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 9. 3. Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Cá nhân: 1. Đại đức Thích Tâm Thiệu, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. 2. Ni sư Thích Đàm Hiền, Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. 3. Sư cô Thích Đàm Ngọc, giảng viên trường trung cấp Phật học tỉnh Nam Định. Điều 2. Tiền thưởng kèm cho mỗi tập thể được tặng bằng khen là 600.000 đồng. Cho mỗi cá nhân được tặng bằng khen là 300.000 đồng. Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của tỉnh. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công an, các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký, đồng chí Trần Minh Oanh. Xin đề nghị hội nghị nhận lời ngay. Tiếp theo tôi xin công bố quyết định khen thưởng của Tổng cục An ninh Bộ Công an. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Công an, Tổng cục An ninh số 135 QĐ-A11 Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2008 quyết định về việc khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh căn cứ quyết định số 1437 ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Căn cứ thông tư số 18 ngày 3 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Công
Cục Chính trị An ninh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nam Định quyết định. Điều 1, tặng giấy khen Tổng cục An ninh cho 4 tập thể và 6 cá nhân thuộc Hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Tập thể Tăng ni Phật tử chùa Diêm Điền, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 2, Tăng ni Phật tử chùa Vọng Cung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 3, Tăng ni Phật tử chùa Cả, thành phố Nam Định. 4, Ban đại diện Phật giáo huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Cá nhân: 1, Đại đức Thích Thanh Huỳnh, trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Hải Hậu, trụ trì chùa Phúc Sơn, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 2, Đại đức Thích Thanh Thuận, trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Xuân Trường, trụ trì chùa Ngọc Tiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 3, Đại đức Thích Thanh Thịnh, trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Nam Trực, trụ trì chùa Lã Điền Thượng, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 4, Đại đức Thích Thanh Minh, trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Vụ Bản, trụ trì chùa Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 5, Đại đức Thích Thanh Hùng, ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Vạn Điểm, thị trấn Lâm, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. 6, Đại đức Thích Quảng Biên, trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Điều 2, đồng chí Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và tập thể cá nhân có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm đã ký. Đề nghị hội nghị nhận nhận hôm nay. Tiếp theo tôi xin công bố quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Công an tỉnh Nam Định số 39 QĐKT Nam Định ngày 20 tháng 6 năm 2008. Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nam Định giai đoạn năm 2004-2008. Giám đốc Công an tỉnh Nam Định căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và nghị định số 121 ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của thi đua khen thưởng. Căn cứ vào nghị định 136 ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Máy Công an và thông tư số 18 ngày 3 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh, quyết định điều 1, tặng giấy khen cho 12 tập thể và 31 cá nhân thuộc Hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Tập thể: 1, Tăng ni Phật tử chùa Hoành Đông, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy. 2, Tăng ni Phật tử chùa Xuân Quang, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy. 3, Tăng ni Phật tử chùa Bình Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy. 4, Tăng ni Phật tử chùa Viên Hưng, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng. 5, Tăng ni Phật tử chùa Cẩm, xã Yên Dương, huyện Y Yên. 6, Tăng ni Phật tử chùa Hậu Bồi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc. 7, Tăng ni Phật tử chùa Phúc Trọng, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định. 8, Tăng ni Phật tử chùa Quế Phương, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu. 9, Tăng ni Phật tử chùa Hơm, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh. 10, Tăng ni Phật tử chùa Ngọc Tỉnh, xã Lam Lợi, huyện Nam Trực. 11, Tăng ni Phật tử chùa Kim, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc. 12, Tăng ni Phật tử chùa Hóp, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc. Cá nhân: 1, Thượng tọa Thích Tinh Lương, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Thượng Phúc, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường. 2, Hòa thượng Thích Thanh Thúy, ủy viên Hội đồng chứng minh Trung ương, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Gạo, xã Thành Lợi, huyện Vô Bản. 3, Đại đức Thích Mật Duy, phó ban đại diện Phật giáo huyện Trực Ninh, trụ trì chùa Dưa, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh. 4, Đại đức Thích Thiện Chi, phó ban đại diện Phật giáo huyện Xuân Trường, trụ trì chùa Kiên Lao, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường. 5, Đại đức Thích Thanh Toàn, thư ký ban đại diện Phật giáo huyện Xuân Trường, trụ trì chùa Thọ Vực, xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường. 6, Đại đức Thanh Bảo Nam, trụ trì chùa Trà Thượng, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường. 7, Đại đức Thích Huy Dương, trụ trì chùa Xuân Phú, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường. 8, Đại đức Thích Bản Thức, thư ký ban đại diện Phật giáo huyện Nam Trực, trụ trì chùa Đại Bi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. 9, Đại đức Thích Tâm Thuần, phó ban đại diện Phật giáo huyện Giao Thủy, trụ trì chùa Diêm Điền, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy. 10, Đại đức Thích Thanh Huy, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vô Bản. 11, Đại đức Thích Thanh Bá, phó ban đại diện Phật giáo huyện Nghĩa Hưng. 12, Đại đức Thích Thanh Việt, thư ký ban đại diện Phật giáo huyện Nghĩa Hưng, trụ trì chùa Phúc Hải, thị trấn Dạng Đông, huyện Nghĩa Hưng. 13, Đại đức Thích Thanh Nam, trụ trì chùa Lục, xã Yên Bằng, huyện Yên. 14, Đại đức Giác Vũ,
Thích Giác Vũ, thư ký đại diện Ban Phật giáo huyện Yên, trụ trì chùa Ngô Xá, xã Yên Lợi, huyện Yên, 10 năm tại Đức. Thích Thanh Thinh, ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Nguyễn, xã Yên Phương, huyện Yên, 16 đại đức Thích Thanh Lợi, Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, phó ban đại diện Phật giáo thành phố Nam Định, trụ trì chùa Vọng Cung, thành phố Nam Định, 17 đại đức Thích Thanh Nguyên, chùa Vọng Cung, thành phố Nam Định, 18 đại đức Thích Thanh Giang, ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, chùa Cả, thành phố Nam Định, 19 đại đức Thích Thanh Lê, trụ trì chùa Vị Dương, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, ni sư Thích Đàm Bích, trụ trì chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, 21 sư cô Thích Đàm Tín, thư ký Ban đại diện Phật giáo huyện Giao Thủy, trụ trì chùa Hà Cát, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, 22 sư cô Thích Đàm Phương, trụ trì chùa Bái, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, 23 sư cô Thích Đàm Hân, trưởng ban từ thiện Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, chùa Vọng Cung, trụ trì chùa Vọng Cung, thành phố Nam Định, 24 sư cô Thích Đàm Khiêm, trụ trì chùa Phù Nghĩa, thành phố Nam Định, 25 sư cô Thích Đàm Xỉu, phó ban đại diện Phật giáo huyện Yên, trụ trì chùa La Ngạn Thượng, xã Yên Đồng, huyện Yên, 26 ni sư Thích Đàm Hồng, phó ban đại diện Phật giáo huyện Trực Ninh, trụ trì chùa Lễ Tích, xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, 27 ni sư Thích Đàm Viên, phó ban đại diện Phật giáo huyện Nam Trực, trụ trì chùa Trai, xã Nam Cường, huyện Nam Trực, 28 ni sư Thích Đàm Hiếu, phó ban đại diện Phật giáo huyện Giao Thủy, trụ trì chùa Bảo Hoa, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, 29 ni sư Thích Đàm Hợi, ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Xuất Cốc Hậu, xã Yên Khánh, huyện Yên, 30 ông Phan Thanh Hùng, thường trực ủy ban Trận Tổ quốc, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, 31 ông Vũ Đình Minh, phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, huyện Mỹ Lộc, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2004-2008. Tiền thưởng kèm theo cho mỗi tập thể là 200.000 đồng, tiền thưởng kèm theo cho mỗi cá nhân là 100.000 đồng. Điều 2, các đồng chí trưởng phòng công tác chính trị, trưởng phòng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc công an tỉnh Nam Định và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, giám đốc công an tỉnh đã ký, đồng chí thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, để chúng ta nhìn nhận ngay. Kính thưa các đồng chí đại biểu toàn thể đồng chí, là tiếp theo đây là phần trao thưởng. Trước khi vào phần trao thưởng này, báo cáo đồng chí là thời gian có hạn, cho nên khi đọc danh sách các tập thể và cá nhân thì đề nghị các quý vị thật khẩn trương lên sân khấu để nhận thưởng.
tử và quý liệt vị. Những cống hiến trên, những thành tích trên chứng tỏ tăng ni Phật tử tỉnh nhà luôn gắn bó cùng dân tộc, cùng chính quyền các cấp. Khi dân tộc chuyển sang thời kỳ hội nhập để phát triển bền vững cùng thế giới, thì vai trò của Phật giáo tỉnh nhà cũng được nâng lên một tầm cao mới trong cách hành đạo và truyền đạo, để cùng dân tộc bước lên đỉnh cao công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cùng toàn dân xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đúng như lời phát biểu của Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng trong buổi tiếp đại biểu Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Phủ Chủ tịch tháng 11 năm 1981. Trong quá khứ, Phật giáo Việt Nam đã gắn chặt với dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Lịch sử đã xác nhận Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo từ bản chất, bản sắc, từ trong hoạt động thực tiễn của mình, biểu hiện truyền thống yêu nước, gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với Tổ quốc. Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định lên tổng kết và bế mạc hội nghị của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời trưởng đoàn. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, kính bạch Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo tỉnh Nam Định, kính thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định thực hiện phương châm của Trung ương Giáo hội là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Hội nghị vinh dự được cung đón nghe kiến phát biểu chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Chu Văn Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định. Ông Trần Minh Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thể hiện sự quan tâm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, chính quyền tỉnh Nam Định đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Nam Định nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tăng ni tín đồ Phật tử riêng, được quán triệt những thông tin quan trọng về xu thế phát triển của nước và những nhiệm vụ yêu cầu đặt ra đối với các công việc Phật sự, trách nhiệm của mỗi cá nhân tín đồ Phật tử trong việc góp công góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước quê hương trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Thay mặt Phật giáo tỉnh hội Nam Định, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu của các vị đại biểu với hội nghị. Qua hội nghị này, mỗi người con Phật chúng tôi luôn ý thức được rằng hoạt động của Giáo hội Phật giáo luôn gắn liền quê hương, dân tộc, gắn liền nhân dân, phục vụ chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Hoạt động Phật sự chính là vì lợi ích của chúng sinh, vì an lạc hạnh phúc cho mọi người. Chúng tôi xin hứa trong thời gian tới, với trách nhiệm người con Phật cùng với việc làm tốt công tác Phật sự, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, đồng hành cùng mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tích cực tuyên truyền vận động tăng ni tín đồ Phật tử chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, giác ngộ nâng cao cảnh giác cho tín đồ Phật tử, cùng nhau đấu tranh với các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, trái với giáo lý của Đức Phật, tích cực tham gia các chương trình phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông ở mọi nơi mọi chốn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ủng hộ và tham gia làm nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội nhân đạo, đóng góp tâm lực và lực cùng các cấp các ngành thực hiện công cuộc vận động xây dựng đời sống văn minh ở khu dân cư, xóa đói giảm nghèo, xây dựng chùa tinh tiến, phong trào tâm sáng hướng thiện,
làm cho mỗi mái chùa, mỗi gia đình trở thành mái ấm tình thương, điểm sáng của lòng nhân ái trong cộng đồng. Các nội dung thành công viên mãn, thay mặt giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị đại biểu.